Trước tin đồn con giáp thứ 13, Bảo Anh đáp trả cực gắt như thế này đây. Đăng bức ảnh hé lộ sản phẩm âm nhạc mới nhất, khán giả cho rằng Bảo Anh đang ngầm đáp trả những tin đồn không hay về mình trong thời gian qua. Không thể phủ nhận độ phủ sóng của dòng ca sóng xanh chẳng dễ dàng trong giới trẻ hiện nay. Bảo Anh liên tục công phá các bảng xếp hạng với nhiều bản hit của mình. Đặc biệt năm 2018 đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp Bảo Anh, được mời làm huấn luyện viên của chương trình The Voice Kids. Có lẽ vì cuộc đời gắn liền với những bản ballad thầu thảm, nên chuyện tình của Bảo Anh cũng gặp nhiều trắc trở. Xác nhận chia tay sau 2 năm hẹn hò Hồ Quang Hiếu, mới đây nữ ca sĩ lại vướng tin đồn không hay khi bị gán con giáp thứ 13 chèn ngang hạnh phúc của gia đình Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy. Tuy nhiên trước nhiều tin đồn không hay về mình, Bảo Anh vẫn giữ im lặng. Và ca khúc mới có tên Như Lời Đồn là câu trả lời ngắn gọn cho những lời đặt điều không hay về cô. Khoe hình ảnh mới trong ca khúc Như Lời Đồn, bức ảnh cùng dòng trạng thái của Bảo Anh khiến nhiều người phải liên tưởng đến nhiều thứ. Như Lời Đồn, Đồn Như Lời, Bảo Anh và Khắc Hưng quả hách não khán giả khi đặt tiêu đề như vậy. Nếu chẳng may đọc nhanh sẽ gây ra tình huống dở khóc dở cười mất. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn gửi gắm đừng nên tin những lời đồn, nhiều chuyện khi chưa biết rõ về nó. Không chỉ riêng Bảo Anh mà thực trạng này thường xuyên gặp ở những ngôi sao trong showbiz hiện nay. Cũng không ít người sụp đổ sự nghiệp vì những lời đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Bảo Anh cũng hé lộ người chấp bút cho ca khúc mới lần này của mình là nhạc sĩ Khắc Hưng, được mệnh danh là cỗ máy tạo hit cho nhiều ca sĩ hiện nay như Mỹ Tâm, Min, Eric. Đồng thời đây được xem như sản phẩm kỷ niệm cho lần hợp tác đầu tiên của cả hai khi ngồi chung ghế huấn luyện viên The Voice Kids 2018. Nhiều khán giả thể hiện sự phấn khích và mong chờ ca khúc Như Lời Đồn sẽ thành bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của Bảo Anh. Bảo Anh và Khắc Hưng ghi dấu ấn tại ghế nóng The Voice Kids năm nay. Bỗng dưng, từ đâu vướng tin đồn rơi xuống, từ gia đình Phạm Quỳnh Anh, Bảo Anh đã ngầm đáp trả bằng ca khúc chất lượng như thế này. Đặng Thu Thảo làm điều này để kỷ niệm một năm ngày cưới với ông xã đại gia. Trong một năm ngày cưới, Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc hạnh phúc viên mãn của tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vừa qua ngày 6 tháng 10 trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình bên nhau vô cùng hạnh phúc. Cũng là ngày kỷ niệm một năm đám cưới, Hoa hậu Việt Nam 2012 đồng thời tiết lộ cảm xúc mình từng trải qua cách đây một năm. Ngày này năm trước, hồi hộp lo lắng quá, tụt huyết áp luôn nè. Happy anniversary ông xã, Mimi và Sophie, love you so much. Đặng Thu Thảo chia sẻ ảnh chụp cùng chồng và con gái nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới. Trung Tín cũng không quên nhắc lại ngày kỷ niệm với bà xã trên trang cá nhân. Đông đảo bạn bè người hâm mộ như Sắc Hoa, Hoa hậu Phương Lê, Bùi Thúy Hạnh, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gửi lời chúc mừng đến gia đình Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Vào ngày 6 tháng 10, 2017, Đặng Thu Thảo về chung một nhà với ông xã Trung Tín bằng một đám cưới cổ tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một năm nhìn lại, Đặng Thu Thảo vẫn là hoa hậu có nhan sắc sao xuyến và có một tấm hạnh phúc ngập tràn tiếng cười. Sau khi kết hôn và sinh em bé đầu lòng, người đẹp ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cách đây vài ngày, Đặng Thu Thảo lại khoe ảnh lần đầu cho bé Sophie ra biển. Dân tình lại phát hiện thêm một đặc điểm rất đáng yêu nữa của cô bé. Đó chính là mái tóc xoăn, mềm mại, được thừa hưởng từ bố. Khoảnh khắc bình yên của hoa hậu và con gái trên bãi biển. Bé Sophie là trái ngọt tình yêu của cô và ông xã Trung Tín. Sau 6 tháng giấu mặt con, qua góc chụp hoặc dùng iKhinh, cận gương mặt tiểu công chúa nhà Thảo Tính lần đầu được hé lộ vào hôm 21 tháng 9 vừa qua. Với Đặng Thu Thảo, ông xã và con gái là hai tình yêu to lớn nhất. Em gái nhà Phương nhắn nhủ đến dì gái và anh rể Trường Giang gây xúc động. Sau đám cưới, em gái nhà Phương nhắn nhủ đầy xúc động đến chị gái. Mong chị phải luôn hạnh phúc và cười thật nhiều, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, đám cưới của Trường Giang và nhà Phương được tổ chức hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay giờ phút thiêng liêng trên sân khấu, tưởng chừng như hai vợ chồng sẽ mạnh mẽ trước sự hiện diện của khách mời và hai bên gia đình, nhưng họ đã khóc rất nhiều. Với người thân, bạn bè ai cũng mừng vì Trường Giang và nhà Phương cuối cùng đã về chung một mái nhà sau hơn 3 năm yêu đương sóng gió. Cụ thể mới đây, trên trang cá nhân, em gái nhà Phương cũng gửi lời chúc mừng đến chị gái. Kèm đó là clip toàn bộ hôm đám cưới, Phương Anh viết: "Chị xứng đáng có được hạnh phúc, Trần Thị nhà Phương phải luôn mạnh khỏe và bình an nhé bé Bi, người thương của em."
lời chia sẻ đầy tình cảm của em gái nhà Phương trên trang cá nhân. Phía anh trai Trường Giang trước đó cũng đã có những chia sẻ dành cho em trai và em dâu. Anh mượn chuyện đám mây được trang trí trong tiệc cưới qua cách tinh tế nhắn gửi đến Trường Giang và nhà Phương. Nếu có dịp, anh sẽ nói về chuyện những đám mây trên sân khấu này, tại sao lúc đen, tại sao lúc trắng. Đó là một câu chuyện dài và điều anh mong hai đứa nhìn vào những hình ảnh của hôm đó để sống cuộc đời còn lại của mình với chỉ toàn mây trắng mà thôi. Cách đây vài ngày trên trang fanpage riêng, nhà Phương vừa bất ngờ chia sẻ hình ảnh của hai vợ chồng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên người đẹp đăng tải hình ảnh về chồng kể từ sau đám cưới. Từ trước đến nay, dù đang hẹn hò hay sóng gió, cả đến ngày tổ chức lễ cưới, người đẹp vẫn không hề có động tĩnh gì về người bạn đời này. Nhã Phương tâm sự, đi chơi có mấy ngày mà việc quá trời việc đang chờ luôn, giờ là phải trở lại guồng quay công việc thôi, chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng nha, mãi yêu. Đến hiện tại cả hai đã kết thúc chuyến đi trăng mật và cũng bắt đầu lao vào công việc. Tuổi Tuấn Hưng có trong tay khối tài sản khổng lồ cỡ nào? Ông bố hai con sở hữu khối gia tài bạc tỷ khiến nhiều người choáng ngợp. Tuấn Hưng sinh ngày 5 tháng 10 năm 1978, đúng dịp sinh nhật tròn 40 tuổi. Nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân những món quà sinh nhật hàng hiệu trị giá hàng trăm triệu đồng mà bạn bè, người thân và bà xã dành tặng. Ông bố hai con không quên nói lời cảm ơn và nịnh vợ đầy ngọt ngào. Cảm ơn tất cả những lời chúc của mọi người dành cho Hưng. Mọi thứ tuyệt vời lắm, cảm ơn vợ yêu của anh, yêu em và chỉ mình em. Phần quà đáng chú ý mà Tuấn Hưng tự thưởng cho mình khi tròn 40 tuổi là viên kim cương cỡ khủng. Viên đá cực giá trị 300.000 đô tương đương 7 tỷ đồng và có kích cỡ to hơn viên cũ mà anh đang sở hữu. Việc Tuấn Hưng không ngại chi bạc tỷ mua quà mừng sinh nhật cho chính mình khiến nhiều người tò mò về gia tài khổng lồ của gã ngựa hoang showbiz Việt. Ở tuổi 40, nam ca sĩ sở hữu trong tay khối tài sản khủng cùng nhiều bất động sản có giá trị. Căn nhà riêng của anh nằm ở phố Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội, có thiết kế cổ điển, màu sơn trang nhã và tinh tế với hàng chữ Sweet Home. Bên dưới căn nhà là chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ hơn 15 tỷ đồng, được Tuấn Hưng tậu vào năm 2017. Căn nhà tại phố cổ Hà Nội đã trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích nhạc của Tuấn Hưng khi anh thường xuyên đứng ở ban công để biểu diễn tặng người hâm mộ. Hàng trăm khán giả từng vây kín căn nhà tiền tỷ của Tuấn Hưng khi anh đứng trên ban công hát tặng dành cho fan hâm mộ vào đầu tháng 8 vừa qua. Người thân, bạn bè và một số ít người hâm mộ có cơ hội được vào nhà riêng của Tuấn Hưng nghe anh hát. Nội thất bên trong căn nhà đều toát lên vẻ cổ kính. Ngoài ra, nam ca sĩ 40 tuổi hiện đang sống cùng gia đình nhỏ tại căn hộ chung cư cao cấp ở Royal City, Hà Nội. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu một chung cư sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ này được Tuấn Hưng mua năm 2015 khi vào Sài Gòn làm huấn luyện viên chương trình The Voice. Tháng 9 2017, Tuấn Hưng tậu siêu xe Ferrari trị giá 15 tỷ đồng. Chiếc Ferrari 488 màu đỏ hiện là phương tiện được Tuấn Hưng sử dụng thường xuyên nhất. Anh chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp của chiếc xế xịn này trên trang cá nhân. Nội thất hiện đại và sang trọng của siêu xe hơn 15 tỷ. Trước đó Tuấn Hưng là người mê siêu xe và tốc độ. Tuấn Hưng từng sở hữu nhiều xe ô tô đến từ các thương hiệu khác nhau như Mercedes-Benz, Porsche, Range Rover, BMW. Ấn tượng nhất trong bộ sưu tập phải kể đến chiếc Lamborghini siêu sang trị giá 25 tỷ đồng. Trong lễ cưới năm 2014, anh sử dụng chiếc siêu xe Porsche màu đỏ có giá 7 tỷ đồng để đón cô dâu Thu Hương. Quốc Nghiệp gây tranh cãi khi biểu diễn xiếc mạo hiểm trên bụng bầu của vợ. Hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ khi quá liều lĩnh trình diễn màn xiếc của phần mạo hiểm này cùng vợ. Đáng chú ý là cô đang mang bầu khá lớn. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, Hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp vừa đăng tải một hình ảnh ghi lại khoảnh khắc làm xiếc cùng bà xã. Hình ảnh này sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đáng nói là xuất hiện trong bức ảnh, Quốc Nghiệp chống tay lên người vợ dù cô đang mang thai khá lớn, khiến không ít người hâm mộ sửng sốt bất ngờ trước khoảnh khắc được xem là đầy ấn tượng này. Còn về Ngọc Mai, dù bị chồng chống tay lên người khá nặng, nhưng gương mặt cô vẫn rất vui vẻ và rạng rỡ. Hình ảnh Quốc Nghiệp làm xiếc, chống tay lên người bà xã đang mang thai khiến dân tình không khỏi thót tim. Vợ Quốc Nghiệp mang bầu và anh nhận được tin vui này ngay sau khi thi đấu thành công ở Britain Got Talent.
không chỉ diễn xiếc với bà xã đang mang bầu, mà nhiều lần Quốc Nghiệp còn thường xuyên cho con trai mới hơn 1 tuổi của anh biểu diễn trên đôi tay của mình. Dù còn rất nhỏ, nhưng con trai Quốc Nghiệp cũng rất mạnh dạn và thích thú mỗi khi được đứng trên đôi tay của bố vui đùa trên không trung. Dù mới hơn 1 tuổi nhưng con trai Quốc Nghiệp đã có thể diễn xiếc khá thành thạo cùng bố.